Anh chị và các bạn thân mến, thưa với chị em và các bạn thì doanh thu là một trong những cái phần không thể thiếu của bất kỳ một cái doanh nghiệp hoạt động kinh doanh nào. Thì có nhiều anh chị em và các bạn đặt câu hỏi cho Tự Doanh là vậy thì doanh thu, nhìn vào doanh thu thì chúng ta biết được những điều gì, những điểm gì? Thì thưa với anh chị em và các bạn là khi mà chúng ta nhìn nhận vào doanh thu thì chúng ta có thể biết được cái tốc độ tăng, cái lượng hàng bán của doanh nghiệp. Chúng ta có thể biết được là doanh nghiệp hiện tại đang bán hàng với cái giá trị hàng bán là bao nhiêu và chiếm bao nhiêu phần trăm thị phần trong thị trường khi mà chúng ta biết được cái lượng doanh thu cụ thể của doanh nghiệp. Và khi mà chúng ta biết doanh thu cũng cụ thể của năm một năm nào đó so với năm trước đó thì chúng ta biết được là cái tốc độ là khả năng bán hàng của doanh nghiệp có được mở rộng ra hơn hay không, hay là đang thu hẹp trở lại. Và khi biết được giá trị của doanh thu cụ thể là bao nhiêu thì chúng ta biết được là cái độ lớn của doanh nghiệp, độ phủ của kênh phân phối bán hàng của doanh nghiệp nó đang ở cái mức độ nào. Tôi lấy ví dụ như nếu như một doanh nghiệp có doanh thu 1.000 tỷ thì nó nằm trong cái lĩnh vực nào? 1.000 tỷ đó thì nó thuộc cái lĩnh vực đó là lĩnh vực gọi là thông dụng, phổ biến hay là một lĩnh vực chuyên biệt. Thì từ đó thì chúng ta sẽ đong đếm được là doanh thu như vậy thì có phải là lớn không? Có phải là chiếm một cái thị phần tương đối hay không trong một cái hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp nào đó? Ngoài ra thì khi chúng ta biết được doanh thu, chúng ta biết được những cái chi phí của doanh nghiệp thì chúng ta có thể nhìn nhận được cái ngành nghề hoạt động kinh doanh có một cái biên lợi nhuận, có một cái biên lợi nhuận lớn hay là nhỏ. Biết được cái doanh thu của một năm cụ thể, chúng ta cũng có thể biết được là cái chu kỳ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có diễn ra ổn định, bền vững và liên tục thay, tức là liên tục trong các năm có cái sự xê dịch của cái doanh thu không đổi hay là có sự bất biến, thay đổi thường xuyên và mang tính bất ổn cho doanh nghiệp. Có doanh thu, chúng ta cũng có thể nhìn nhận được là nhìn vào doanh thu tăng trưởng, chúng ta có thể liên đới tới những cái vấn đề liên quan tới chi phí nhân công, chi phí bán hàng, chi phí sale, chi phí quảng cáo trong gộp trong cái phần chi phí để chúng ta nhắm được rằng là những cái chi phí kia thay đổi, tăng trưởng, tăng thêm thì doanh thu có tăng thêm hay không, để xem từ đó chúng ta có thể nhìn nhận được rằng là doanh thu không đổi nhiều hơn so với những cái thay đổi chi phí cho nhân công, chi phí kênh bán hàng, chi phí cho quảng cáo, chi phí cho marketing, thì chúng ta thấy cái hiệu quả của những cái hoạt động kia nó không đóng góp được vào cho doanh thu. Thì tất cả những cái chia sẻ như vậy thì chúng ta thấy được rằng là doanh thu của một doanh nghiệp là rất quan trọng. Rất quan trọng, không muốn nói là đặc biệt quan trọng. Và cái người chủ của doanh nghiệp thì rất ít hay là hạn hiếu sử dụng những cái nghiệp vụ tài chính để có thể làm ảo doanh thu hoặc là làm cho cái doanh thu nó thay đổi không theo đúng như những gì doanh nghiệp làm được. Là bởi vì khi mà thay đổi cái doanh thu thì nó sẽ dẫn đến cái câu chuyện đó là một cái số liệu ảo mà thực chất cái doanh nghiệp chưa làm được, hoặc có thể dễ hiểu hơn, tức là sức của doanh nghiệp, khả năng của doanh nghiệp chưa đạt tới được cái một cái trình độ nhất định hoặc là ở một cái độ lớn nhất định để có thể đạt được doanh thu. Nhưng người chủ mà làm giả hoặc là làm gian lận để tạo ra một cái doanh thu ảo thì có thể 1 tới 2 năm hoặc là tối đa là 3 năm thì đều có thể là lừa dối được cổ đông hay là lừa dối được các nhà cung cấp, các nhà cung ứng hay là lừa dối những cái đối tác của mình. Tuy vậy, về lâu dài, cái việc mà làm giả cái doanh thu hoặc là làm gian lận cái doanh thu là một cái điều tối kỵ, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng tới góc nhìn của rất nhiều các bộ phận liên quan tới cái doanh nghiệp đó, cũng như là nó sẽ ảnh hưởng tới cái doanh thu dài hạn. Là bởi vì khi mà doanh thu đột biến trong một vài năm thì nó sẽ dẫn đến cái câu chuyện là những cái năm sau đó liệu có tiếp tục duy trì được cái doanh thu như vậy hay không. Nếu đó là con số thực thì đó là một cái điều đáng mừng đối với doanh nghiệp. Nhưng nếu nó lại là một con số được tạo dựng, hay là có thể dùng một cái từ khác, đó là dùng gian lận để có được những cái doanh thu như vậy, thì điều đó là điều mà
nhiều doanh nghiệp sẽ gặp phải những cái vấp váp, những cái khó khăn, và đặc biệt nó sẽ tương tác rất rõ nét lên trên thị trường chứng khoán và giá cổ phiếu. Thì trong buổi chia sẻ ngày hôm nay, chúng ta sẽ dành ra 10 phút còn lại để chia sẻ về một số cái hình thức gian lận trong doanh thu, và sẽ giới thiệu cho quý anh chị em và các bạn mà là một trong số những cái hình thức gọi là rất là giản đơn nhất mà quý anh chị em và các bạn cần nắm khi nghiên cứu về doanh nghiệp, nghiên cứu về doanh thu của một công ty, một lĩnh vực, một ngành nghề. Thì thưa với anh chị em và các bạn, là gian lận với doanh thu thì bao gồm cả ghi nhận khống hoặc là ghi nhận khi chưa đủ điều kiện để ghi nhận doanh thu. Tức là ghi nhận khống là gì? Ghi nhận khống tức là đây là một cái loại gian lận trong cái hoạch toán doanh thu hoặc ghi nhận số liệu về doanh thu, mà có nghĩa rằng là thực tế thì doanh thu không có thật nhưng mà họ vẫn cứ cố tình ghi nhận khống nhằm mục đích là có thể lừa dối cổ đông hay là có thể đem lại một số cái lợi ích khác, thì chúng ta sẽ giải thích ở phần sau của video. Còn một loại ghi nhận nữa đó là ghi nhận khi chưa đủ điều kiện. Chưa đủ điều kiện thì như thế nào? Tức là doanh thu này có thể là của niên độ trước đó, của niên độ sau, hoặc là của những cái yếu tố trong cái báo cáo tài chính kiểm toán theo quy định thì chưa được phép ghi nhận doanh thu. Tôi lấy ví dụ như là lĩnh vực bất động sản, nếu như mà chưa bàn giao căn hộ thì chưa được phép ghi nhận doanh thu, nhưng bằng một cách nào đó thì doanh nghiệp hoàn toàn có thể gọi là đổi trắng thay đen để có thể gian lận và ghi nhận trước cái doanh thu mà thực chất thì theo quy định là chưa được ghi nhận. Thì ở đây thì các cái ghi nhận doanh thu mà khi chưa đủ điều kiện thì ghi nhận thường là cái việc ghi nhận mà chưa đủ các điều kiện, bao gồm ví dụ như là doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản, sản phẩm hoặc hàng hóa mà người mua cho người mua Thứ hai nữa là cái dòng là doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc kiểm kiểm soát hàng hóa mà vẫn còn ghi nhận vào có thể ghi nhận, hoặc là doanh thu được xác định tương đối chắc chắn, hoặc là doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng, hoặc là xác định ghi chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. Thì thưa với anh chị em và các bạn, là có rất nhiều các kỹ thuật để sử dụng trong việc cố tình ghi nhận sai doanh thu, thì nó bao gồm là quy định trong các chính sách liên quan đến đổi trả hàng, rồi ký thêm phụ lục hợp đồng quy định những điều khoản khiến doanh thu chưa được ghi nhận, hoặc là nhồi kênh phân phối, hoặc là giao sớm sản phẩm. Rất nhiều các cái phương pháp, các cái cách thức để ghi nhận doanh thu bằng cái giải pháp nên là ghi nhận khống doanh thu với những khách hàng hiện tại, hoặc ghi nhận doanh thu với những khách hàng không có thật, có thể làm giả cái hồ sơ khách hàng để có thể ghi nhận doanh thu, hoặc là giao dịch lòng vòng, hoặc là ghi nhận khống hoặc doanh thu với các bên liên quan. Thì như trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi tập trung làm rõ hơn với cái anh chị em và các bạn về cái việc là gian lận doanh thu trong cái việc ký thêm phụ lục hợp đồng. Cái đây là một trong những cái gian lận mà khá là phổ biến, mà hiện nay thì có một số doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam là có và đang sử dụng. Thì dựa vào cái quy định về sửa đổi hợp đồng liên quan đến bán hàng, các doanh nghiệp thường ký với nhau các điều khoản hợp đồng ban đầu rồi ký thêm phụ lục hợp đồng để sửa đổi những thỏa thuận ban đầu. Tức là thường thì phụ lục hợp đồng sẽ quy định thêm về các điều khoản có liên quan. Thì nhờ vào cái phụ lục hợp đồng, và khi trong quá trình mà ký với khách hàng cái phụ lục như thế, giấu đi cái phụ lục này, thì chúng ta hoàn toàn có thể là ghi khống doanh thu hoặc là ghi ghi doanh thu trước mà chưa theo quy định. Nhưng trong cái phần mà phụ lục thì có thể là ghi thêm cái điều kiện đó là đổi trả hàng vô điều kiện, hoặc là hủy mua hàng bất kỳ lúc nào, hoặc là quyền tiếp tục được thương thảo, hoặc là kéo dài thời gian chi trả. Thì những cái điều kiện mà ghi kèm vào trong phụ lục hợp đồng như vậy, nó sẽ dẫn đến câu chuyện là doanh thu thực tế nó sẽ chưa về, nó sẽ có thể có thời gian, hoặc có thể cái hợp đồng này nó sẽ không có hiệu lực bằng việc là đổi trả hàng thì vô điều kiện, hoặc người 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 mua người mua hàng hoàn toàn có thể đổi hàng hoặc trả hàng vô điều kiện, không cần điều kiện gì. Thì rõ ràng cái doanh thu như vậy thì nó sẽ hàm chứa cái yếu tố tức là có thể không, hoặc đôi khi từ đó nó sẽ vẽ lên một cái câu chuyện đó là có hợp đồng mua bán nhưng mà đến khi một lúc nào đó thì nó lại hoàn trả lại, tức là hoàn trả lại. Trong cái này thì trong những
cái phương pháp mà ghi nhận doanh thu khống bằng một số cái hình thức liên quan đến nhồi kênh phân phối hoặc là sử dụng các cái nghiệp vụ chi tiết hơn nữa trong cái phần sau của video tiếp theo, ở phần 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 gian lận trong báo cáo doanh thu thì chúng tôi sẽ làm rõ hơn cái phần này. Thì chỉ trong cái buổi hôm nay thì chúng ta sẽ thấy được rằng là xoay quanh một cái hợp đồng về 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 phụ lục thì nó sẽ làm cho thực tế thì nếu cái phụ lục hợp đồng này được public ra, tức là không bị giấu đi, thì rõ ràng là một số thì theo quy định thì sẽ không được ghi nhận doanh thu, và nó sẽ làm cho một cho cái doanh thu này nó thay đổi đáng kể khi mà cái hợp đồng phụ lục bị giấu đi, bị lờ đi, và cái doanh thu này thì tạm ghi, nhưng đến một lúc nào đó thì cái phụ lục nó sẽ hiển hiệu, gọi là hiện ra, hoặc là cái người mua hoàn toàn có trả hàng, hoặc là họ có thể là hủy mua hàng, hoặc là họ có thể tiếp tục cái quyền thương thảo, tức là đã mua hàng rồi, đã ghi nhận doanh thu rồi nhưng cái người mua lại tiếp tục thương thảo thì nó đồng nghĩa với việc là hợp đồng chưa hoàn thành, và hoặc là ghi vào cái đó là cái việc là kéo dài thời gian chi trả, thì tức là cái việc mà chi trả cho cái doanh thu đó hoặc là nó sẽ trễ đi là vô thời hạn, rất là lâu và kéo dài rất là xa, thì rõ ràng cái việc ghi nhận doanh thu như vậy nó sẽ làm cho doanh nghiệp là thực tế thì số liệu là có doanh thu nhưng mà tiền thì chưa nhận được, vậy là dòng tiền thì chưa về, và cái dòng tiền chưa về đó thì thậm chí là có những cái khoản ví dụ như đã về rồi nhưng cái người mua đến họ đổi hàng hoặc là họ trả hàng thì cái dòng tiền đó nó sẽ không mang tính chất ổn định và nó sẽ dẫn đến những cái rủi ro về mặt doanh thu. Thì đây là một trong những cái mà có rất nhiều doanh nghiệp trên thị trường hiện tại đang sử dụng để làm cái việc là gian lận. Và từ cái việc gian lận như vậy thì nó sẽ dẫn đến cái câu chuyện đó là người làm cái công tác phân tích như chúng ta, những cái công tác gọi là nghiên cứu về doanh nghiệp sẽ khó có thể nhìn nhận được đâu là doanh thu thực tế, thực chất trong cái việc là doanh nghiệp đang tăng trưởng có sự bán hàng. Mà họ làm như vậy thì đôi khi nó sẽ đưa khống cái doanh thu lên, nó sẽ làm giả cái doanh thu, và ghi nhận như vậy nó sẽ dẫn đến những cái vấn đề, cái góc nhìn của các nhà đầu tư cũng như góc nhìn của các cái đối tượng có liên quan, từ kênh phân từ 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 đối tác, từ người lao động, rồi rất nhiều các cái thành phần liên quan tới doanh nghiệp, họ sẽ có góc nhìn sai lệch về doanh nghiệp. Họ thấy rằng là doanh thu bút toán trên cái báo cáo tài chính thì có nhưng mà thực tế thì lại không có tiền, hoặc là thực tế thì nó có sự bất ổn nhất định. Thì từ đó thì chúng ta sẽ thấy được rằng là đây là một cái nghiệp vụ thực sự là đáng để chúng ta cần phải quan tâm, và chúng ta cần phải có những cái biện pháp để có thể khắc phục bằng việc là tìm hiểu kỹ hơn về cái dòng tiền và tìm hiểu kỹ hơn về những cái phụ lục hợp đồng có đi kèm. Cùng cùng với đó thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng một số cái giải pháp kiểm tra chéo liên quan tới việc có thể là kiểm tra cái tổng cái phần gọi là thị phần của doanh nghiệp so với tổng cái lượng bán của thị trường. Tôi lấy ví dụ cái lĩnh vực của chúng ta là lĩnh vực sắt thép chẳng hạn, thì khi mà lĩnh vực sắt thép thì chúng ta thấy là tổng nhu cầu của thị trường là bao nhiêu, và chúng ta kiểm tra chéo chiếu ngược lại xem là cái tốc độ tăng doanh thu như vậy nó sẽ đẩy lên cái tỷ lệ thị phần chiếm của doanh nghiệp ở một cái mức độ gọi là bất thường. Và bất thường như vậy thì nó sẽ dẫn đến câu chuyện là nó không phải thực, nó không còn là thực tế nữa. Thì đó là những cái góc mà chúng ta có thể kiểm tra qua. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ kiểm tra chéo theo hướng, tức là tìm một cái công ty đồng lĩnh vực và cùng ngành nghề có cái lợi thế cạnh tranh tương đương, và sẽ nhìn thấy cái doanh thu của cái đơn vị đối thủ đó nó có cái tốc độ tăng trưởng doanh thu không tương xứng với doanh thu của doanh nghiệp mình, thì chúng ta cũng có thể kiểm chứng lại xem là nó có đúng hay không. Và đặc biệt là chúng ta nên tìm trong cái gọi là nghiên cứu thêm sâu hơn về những cái hợp đồng lớn, những cái hợp đồng bất thường mà doanh nghiệp ký được, xem nó có thực tế là có bàn giao sản phẩm hay không, có gọi là giao dịch thực tế hay không, hay chỉ là một cái hợp đồng ký thêm một cái hợp đồng phụ lục, và cái hợp đồng này thì nó có tính rủi ro và phi phi chắc chắn, tức là không chắc chắn, thì chúng ta sẽ quan sát kỹ cái vấn đề này. Thì video tiếp theo thì chúng ta sẽ trao đổi với quý anh chị em và các bạn về một cái lĩnh vực đi sâu hơn vào các cái quyền gọi là quyền tự do, các cái quyền liên quan đến quyền tự do đối trả hoặc là hoàn lại tiền, cũng là một trong cái gọi là cái gian lận.
cái gian lận trong cái doanh thu mà rất nhiều doanh nghiệp chúng ta sẽ dùng thì chúng ta sẽ nói rõ trong cái phần tiếp theo, cũng như là cái gian lận trong cái hoạch toán doanh thu bằng việc là nhồi vào kênh phân phối. Thì anh chị em và các bạn thì tiếp tục đón xem cái chương trình về các cái gian lận báo cáo tài chính của nhóm chúng tôi sẽ cập nhật với anh chị em và các bạn trong thời gian sắp tới. Thì thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn.